đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ loạt hình ảnh hiếm hoi khi mới vào nghề của rapper Karis khiến dân mạng thích thú. Khi trở thành huấn luyện viên rap Việt, Karis trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Cuối thập niên 2000, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc nhưng bị gia đình phản đối. Rapper được cộng đồng underground biết đến vào năm 2009 và nổi tiếng hơn vào năm 2010 khi cùng WooWee ra mắt MV Khu Tạo Sóng. Năm 2011, Karis phát hành MV Rắc Rối, sản phẩm gây tranh luận khi có ngôn từ bị đánh giá bình dân thô tục nhưng lại chiến thắng giải thưởng video nhạc Việt tại MTV Awards 2011. Karis tâm sự những lời chê bai chỉ trích ảnh hưởng đến tâm trạng của anh khi đó. Khi đọc những điều đó, tâm trạng tôi tệ hẳn và phải đấu tranh tư tưởng rằng bản thân đang làm đúng hay làm sai. Năm 2012, Karis tiếp tục gây tiếng vang qua sản phẩm Hai Thế Giới kết hợp cùng WooWee. Thời gian sau, rapper kết hợp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hướng đi này khiến cho cái tên Karis tiếp tục gây tranh cãi. Khán giả cho rằng anh quay lưng với underground. Thậm chí năm 2013, Karis tung ra ca khúc Ức Chế để bày tỏ quan điểm về bị chỉ trích khi bước chân vào showbiz. Sản phẩm đã châm ngòi cuộc chiến giữa các rapper hai miền, khi đó BZ, Rematic và Big Daddy bên vực Karis. 2013 cũng là năm Karis nổi tiếng với bản hit Anh Không Đòi Quà do Only C sáng tác. Sau này Karis có thêm nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích, chẳng hạn như Người Là Ơi, Đâu Vậy Đủ Rồi. Karis cho biết, tính cách anh khép kín nên từng thấy lạc lõng ở môi trường showbiz. Nhiều lần tôi thầm nghĩ, ủa tại sao mình lại ở môi trường này nhỉ? Đến bây giờ tôi tìm được câu trả lời, đây là lĩnh vực tôi làm tốt nhất, thích hay không, tôi cũng phải làm. Bảo buôn bán tôi không làm được, nhưng nghĩ chữ giai điệu rất nhanh. Ông trời cho khả năng này tôi phải tận dụng phát triển. Điều tôi muốn là nhạc rap được công nhận, tôi phải đi ra sân chơi lớn. Nếu tôi mãi ở đây thì ai sẽ làm điều đó, trong khi tôi là người đang có cơ hội. Tôi quyết tâm làm điều đó. Tôi phải uyển chuyển trong âm nhạc. Nếu khán giả không được cái gì quá cứng nhắc thì tôi phải biến mềm mỏng hơn. Nếu bạn không đi vào thế giới đó, không đương theo khán giả một cách nhẹ nhàng hơn để khán giả nhìn âm nhạc của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ đưa nhạc rap đến với khán giả ở mọi lứa tuổi. Tôi cho rằng thời điểm này tôi đã làm đúng. Tôi không quá tự cao hay tự mãn về việc mình đã làm, nhưng nếu chúng ta có một cơ hội được sống và làm theo đúng sở thích thì đương nhiên chúng ta muốn mọi người đón nhận điều đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.